Rất vui vì các bạn vẫn đang quan tâm theo dõi chương trình chia sẻ ước mơ khi du học Mỹ. Và để nhận được visa du học Mỹ là một rào cản đối với tất cả các bạn học sinh. Và đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trao đổi với bạn Thủy Tiên. Bạn vừa nhận được visa để biết được cái quá trình bạn làm hồ sơ ra sao, cũng như là cái tâm lý của bạn như thế nào nhé. Chị xin chào Thủy Tiên. Chào chị. Thủy Tiên có thể giới thiệu về bản thân em cho các bạn biết được không? Dạ, em tên là Trần Thủy Thủy Tiên. Em hiện đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian rảnh em thường nghe nhạc, đặc biệt là nhạc Hàn Quốc. Em có thuộc được cái bài nhạc Hàn Quốc không? Dạ, thần tượng của em là EXO và Girls' Generation. Chí baby. Dạ, ở nhà chứ mình cũng thỉnh thoảng hát ở nhà lắm đúng không? Dạ. Rồi, chị không biết là bây giờ thì mình nhận được cái visa rồi thì cái cảm giác trong em bây giờ như thế nào ha? Mới đầu thì em ra em không tin vào mắt mình là em nhận được visa. Tại vì em biết là em rốt nhiều lần rồi nên lần này là rất là khó. 2 năm trước thì em có làm một công ty, nhưng mà thật sự là hồ sơ em lúc đó hơi bị rắc rối, mà họ cũng không giải quyết được nhiều nên em rốt tới 4 lần. Nhưng mà sau đó thì em biết được Tân Đại Dương, em tìm hiểu thì biết là Tân Đại Dương rất là uy tín. Thì sau đó em đã quyết định làm dịch vụ ở đây và đưa những cái vấn đề mình mắc phải và Tân Đại Dương như là giúp em giải quyết, rồi đưa ra những cái biện pháp mà em để em khắc phục. Thật sự lúc mà lãnh sự quán đưa em cái giấy EMS này, không tin vào mắt mình, ra là khóc, gọi điện về cho bố mẹ rồi và cười từ đấy luôn. Chị không biết là lúc mà em đi phỏng vấn thì em đi một mình hay là đi với ai ha? Những lần trước thì bố mẹ em cho em đi, nhưng mà lần này em không cho ai đi theo em hết, tự một mình đi. Rồi chị không biết là lý do vì sao mình quyết định chọn Mỹ làm cái điểm đến du học của mình. Dạ, bởi vì Mỹ là một trong, chị biết là một đất nước phát triển nhất thế giới, đặc biệt là có cái nền giáo dục và cái ngành quản trị kinh doanh của em là cái ngành rất là phát triển ở Mỹ, nên học Mỹ nó sẽ tạo điều kiện phát triển cho em hơn là những đất nước khác. Nếu vậy qua Mỹ em sẽ học cái trường nào em? Thì em học trường University of Texas at Dallas. Và chuyên ngành của em là Business Administration, quản trị kinh doanh. Dạ, trường em thì ở bang Texas, nó rất là nổi tiếng, nhận được nhiều giải thưởng lớn và có nhiều tiến sĩ đã nhận được giải Nobel. Và có những cái chương trình rất là hấp dẫn và hay cho sinh viên. Em học bên bang Texas, và bang Texas là một trong những bang nổi tiếng ở Mỹ. Nó có những nền văn hóa đặc biệt, và đặc biệt là món ăn. Có rất nhiều món ăn ngon. Và thời tiết ở đây thì giống như Việt Nam vậy, ấm áp và nó không có lạnh quá, phù hợp với sức khỏe của em. Vậy cái lộ trình mà em qua đó học tập thì sẽ như thế nào? Dạ, em mất khoảng 2 tháng hoặc là 3 tháng học tiếng Anh. Sau đó em sẽ học vào chuyên ngành. Mình chỉ học tiếng Anh khoảng từ 2 đến 3 tháng thôi. Dạ, tại vì em có chứng chỉ IELTS. Có được IELTS cũng là một cái điều rất là tốt. Và chị không biết là bí quyết ở Việt Nam mình học như thế nào để mình nhận được cái bằng này về em ha? Học IELTS thì em khuyên các bạn là nên tự học. Bởi vì học ở ngoài thì cũng giáo viên cũng cho những cái tài liệu cũng giống như vậy. Nhưng mà học tự học thì mình tự treo rồi mình học, mà thứ nhất là đỡ tốn tiền, thứ hai là mình tự kích hoạt cái khả năng tự học của mình hơn. Nó tạo mình cái động thái tự tin và chủ động hơn là để cho giáo viên dạy, mình sẽ cảm thấy rất là bị động. Nếu vậy thì lúc mà giao tiếp thì em thường giao tiếp ở đâu? Dạ, em thường ở trong phòng về lẩm bẩm của mình. Em ghi âm lại xong rồi, hoặc là em tìm bạn ở trong khoa, từ em là học khoa sư phạm, tìm bạn giao tiếp. Vậy là hai người sẽ trao đổi với cùng nhau phát triển hơn nữa. Vậy thì cái kế hoạch trong tương lai của em như thế nào hả Tiên? Thưa chị, là ước mơ của em là trở về Việt Nam và xin vào chức trưởng phòng tài chính ở ngân hàng HSBC ở Việt Nam. Vậy là mình cũng đã có cái định hướng cho tương lai của mình luôn rồi đúng không? Chị cũng có nghe em đã chia sẻ thì em đã rớt visa nhiều lần rồi. Thì cái lần này đi phỏng vấn thì chắc là tâm trạng của em rất là căng thẳng đúng không? Lần này là em định là phỏng vấn rồi em không làm nữa, tại vì em rớt nhiều lần quá rồi. Nếu vậy thì chị không biết là làm sao mà mình đã vượt qua được cái căng thẳng đó để mình có thể vô để gặp được lãnh sự quán em ha? Em hít thở hít thở và nghĩ là mình không còn gì để mất hết. Mình cứ cố gắng trả lời hết tất cả những gì mình biết.
Vậy là lý do đó em cũng đã có được visa Mỹ. Các bạn, em không gì để mất nữa. Cứ nghĩ mọi chuyện đơn giản thì nó sẽ đơn giản thôi đúng không? Thì không biết là cái cảm nhận mà khi em làm hồ sơ tân đại dương thì em thấy như thế nào? Lúc mà vào tân đại dương thì nhất là không khí, em thấy mọi người rất là thân thiện. Hỏi thì không biết phòng nào phòng nọ, nhưng mà mấy anh chị hướng dẫn tận tình. Rồi vào đây thì không hiểu thắc mắc cái gì thì anh chị giảng giải rất là nhiệt tình, chứ không có mặt cau mày có hay là thái độ mà khiến cho mình cảm thấy bực mình hay là... Thứ hai là uy tín. Công ty tự do rất là uy tín nên anh em cũng đã đậu visa và em tiếp tục làm tân đại dương bởi vì tin công ty sẽ giúp em giảm được visa. Chị Thúy làm hồ sơ cho em. Thì chị Thúy cũng là người làm hồ sơ cho anh em luôn. Dạ. Thúy thì rất là hiền. Nhiều lúc chị nói nhỏ quá không nghe gì hết. Nhưng mà càng tìm hiểu thì chị Thúy rất là tận tình giúp đỡ em. Và chị Thúy sắp xếp hồ sơ cho em thì rất là chu đáo. Anh Khôi rất là dễ thương. Em cũng bị la nhiều lần bởi vì không tập trung, rồi không chịu làm bài tập ở nhà. Nhưng mà em nghĩ là nhờ anh Khôi la một tí, vậy thì mình mới có động lực mình học. Cái trước cái ngày em phỏng vấn là gặp anh Đoàn An, anh Đoàn An nói chung là chia sẻ hết tất cả cái gì anh biết về lãi suất quán, rồi quá trình giúp mình tự tin hơn. Đối với người rất nhiều lần thì các bạn đừng có nẹ. Các bạn biết là rất là buồn, nhưng mà mình cứ thử đi, thử đến cái lúc mà mình không còn thở được nữa. Như vậy, chứ đừng có đứt gắn giữa đường bỏ rất là uổng. Còn những bạn đang sắp phỏng vấn thì chúc các bạn sẽ may mắn. Đặc biệt là tự tin lên, tin vào bản thân mình sẽ làm. Bây giờ em có visa rồi nên chắc chắn em sẽ giới thiệu tân đại dương cho bạn bè em cũng như là người thân của em. Bởi vì em đậu nên em tin rằng người thân hoặc là bạn bè em cũng sẽ đậu. Rồi chị rất là cảm ơn những chia sẻ của Thúy Tiên ha. Và chị hy vọng là sau thời gian học ở bên Mỹ, em có thể trở về Việt Nam để thực hiện ước mơ của mình nha. Cảm ơn chị. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Chia sẻ ước mơ khi du học Mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.